Bảo Trâm rất thân hạnh khi được gặp lại quý vị khán giả trong video mới nhất của kênh Tin Hot 247. Quý vị và các bạn thân mến, tín dụng đen là thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động cho vay bất hợp pháp, thường là nặng lãi. Hoạt động cho vay này nó rất là phổ biến trên thế giới, cả ở những nền kinh tế đã phát triển lẫn đang phát triển. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Tin Hot 247 thâm nhập vào thế giới ngầm tín dụng đen châu Á để xem tổ chức này đã gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng đến mức độ nào quý vị nhé. Ở Nhật Bản, hoạt động cho vay cắt cổ được gọi là Jamikinu và những người cho vay gọi là Sarakin. Họ sẽ gọi đến công sở của con nợ hàng chục lần mỗi giờ để đòi nợ, gửi giấy đòi nợ đến nhà vào lúc nửa đêm. Nếu con nợ nói không thể trả tiền, họ sẽ gợi ý con nợ bán bớt một quả thận hoặc một con mắt để lấy tiền và tình nguyện làm việc lấy thận hoặc mắt cho anh ta. 14 triệu con nợ. Theo báo Economist của Anh, khoảng 14 triệu người, tương đương với 10% dân số Nhật Bản, đã vay tiền của các Sarakin. Hiện có khoảng 10.000 công ty hoạt động trong lĩnh vực Yamikinu, đã giảm nhiều so với 30.000 cách nay hơn một thập niên. Tổng giá trị thị trường này vào khoảng 100 tỷ đô la. Những công ty Yamikinu lớn thậm chí còn niêm yết trên thị trường chứng khoán và thường có quan hệ mật thiết với các ngân hàng lớn và cả với Yakuza, Mafia Nhật Bản. 7 công ty lớn nhất chiếm tới 70% thị phần. Toyoki Yoshida nhớ lại mùa đông năm 2002 khi đã quyết định treo cổ tự tử sau khi bị các phần tử Yakuza đòi nợ nhiều tuần liền do món nợ 500.000 yên, tương đương với 6.300 đô la. May mắn là sợi dây thường bị đứt, khiến anh ta giữ được mạng sống. Các khoản vay với lãi suất tới 5.000% trên năm là những món nợ mà Yoshida vay từ 96 Sarakin, trong đó có nhiều người liên quan đến các tổ chức tội phạm. Làm ở bộ phận thanh toán của một công ty điện tử Tokyo, Yoshida đã vay các công ty tài chính tiêu dùng và rơi vào vòng xoáy của nợ nần. Tôi phải vay tiền từ các Sarakin sau khi các công ty hợp pháp từ chối cho tôi vay, Yoshida kể. Tôi đã hoảng loạn và không có thời gian để suy nghĩ. Yoshida bắt đầu tích lũy nợ vào đầu những năm 1990 khi anh khai thác dịch vụ vay tiêu dùng cho giải trí. Đến năm 2000, anh ta còn nợ 30 triệu yên. Sau khi chủ nợ gọi đến công sở để đòi nợ, anh đã phải bỏ việc và bắt đầu chuyển qua kênh vay nặng lãi. Bị lôi cuốn bởi một tờ báo lá cải quảng cáo một kế hoạch tín dụng trái tim nóng, anh đã vay khoản vay Yamikin đầu tiên với 50.000 yên, lãi suất là 27.000 yên trên tuần, tức là 2.800% trên năm. Để trả nợ các khoản vay từ một tổ chức phi ngân hàng, tôi đã vay tiền từ một Yamikin, Yoshida kể. Và để trả nợ đó, tôi vay mượn từ Yamikin khác. Chẳng bao lâu, anh mang nợ tới 96 người cho vay nặng lãi khắp thủ đô Nhật Bản. Bọn cho vay bắt đầu đe dọa anh và bố mẹ anh. Họ cũng đề nghị anh bán bớt một quả thận để trả bớt nợ. Cơn ác mộng của Yoshida chỉ kết thúc sau khi được luật sư chấm dứt các hợp đồng vay nợ thông qua một đơn khai phá sản và thanh toán tư vấn. Vào giữa những năm 2000, số người tự tử vì lý do kinh tế ở Nhật Bản lên đến gần 9.000 người trên năm. Tình hình nghiêm trọng khiến vào năm 2006, Quốc hội Nhật Bản phải thông qua một đạo luật siết lại hoạt động cho vay cắt cổ. Nhờ đó, số người tự sát vì kinh tế đã giảm còn 6.400 người trên năm 2011. Tội phạm cho vay giảm 24% và sự tham gia của Yakuza hoặc băng đảng tội phạm đã giảm xuống còn 83%, từ mức 1.425, theo báo cáo của Cảnh sát Quốc gia. Một số nhà lập pháp cho rằng luật đã đi quá xa trong việc siết hoạt động cho vay phi ngân hàng và như vậy sẽ cắt phao tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Năm 2012, Đảng Dân Chủ Tự Do, viết tắt là LDP, khi đó là đảng đối lập, vận động chiến dịch để nâng trần lãi suất tín dụng từ 20% lên 30%. Cho vay ngắn hạn rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ. Những người thường dựa vào nguồn tài chính phi ngân hàng để mua hàng trước khi nhận được thanh toán từ khách hàng. Masaki Tairan, lãnh đạo chiến dịch của LDP nói, thậm chí trong Đảng Dân Chủ đang cầm quyền lúc đó cũng có một số người tin cần phải nới lỏng. Tại Nhật Bản, luật kiểm soát cho vay yêu cầu nhà cho vay chỉ cần đăng ký ở cấp tỉnh. Sau thập niên mất mát, các ngân hàng cạn tiền cho vay nên các quy định cho vay ngày càng khắt khe, khiến việc tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp khó khăn hơn. Do đó, hoạt động vay bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề xã hội. Các Sarakin thường tính lãi suất 30-50% trong 10 ngày, tức là khoảng 1.442.000% hoặc là 267.500.000% mỗi năm, vượt xa mức trần 20% trên năm do pháp luật quy định.
quy định chặt chẽ hơn đã giúp giảm số người vay nợ với ít nhất 5 công ty tài chính tiêu dùng xuống còn 440.000 tính đến tháng 3 năm 2012, so với 1,7 triệu người so với 5 năm trước đó. Các khoản cho vay từ các công ty như vậy đã giảm xuống 40% trong 5 năm, còn 26.100 tỷ yên tính đến tháng 3 năm 2011. Cổ phiếu niêm yết trên sàn Tokyo của Icom, nhà cho vay tiêu dùng lớn nhất Nhật Bản, đã giảm 68% trong 6 năm kể từ khi luật siết tín dụng ra đời. 2.300 công ty tài chính tiêu dùng của Nhật Bản thường bán nợ để lấy tiền cho vay, chứ không nhận tiền gửi, cung cấp 5,1% trong 685.000 tỷ yên tín dụng doanh nghiệp và tiêu dùng ở Nhật Bản. Các ngân hàng cho vay ít hơn, 650.000 tỷ yên. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một số nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt động cho vay Yamikin đã tăng trở lại. Năm 2011, có 580.000 khoản vay Yamikin, tăng từ 420.000 năm 2009. Một submarine lấy tên giả là Longtail tiết lộ rằng công việc kinh doanh của hắn rất ít chịu ảnh hưởng bởi những luật mới ra. Các công ty cho vay đang cảm thấy áp lực của các quy định mới, nhưng việc kinh doanh của tôi là bất hợp pháp nên cũng không thực sự rắc rối hơn so với trước đây, anh này nói. Trước tiên thì Longtail cho biết những submarine như hắn không có văn phòng, vì vậy cảnh sát không thể tìm thấy chúng và chúng sử dụng điện thoại di động để kinh doanh. Mọi người nói về Yamikin như tất cả đều giống nhau, nhưng thật ra họ có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có những Yamikin đăng ký dưới hình thức công ty và có vẻ bị ảnh hưởng bởi các luật mới, còn những kẻ không đăng ký như tôi nữa. Tuy nhiên, luật mới không cho phép Yamikin quảng cáo một cách công khai nữa. Vậy làm sao để Longtail dụ dỗ được con nợ mới? Theo Longtail, có rất nhiều kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn thành lập một cửa hàng cho thuê đồ nội thất. Sau đó bạn có thể dán quảng cáo đánh vào tâm lý những người muốn thuê được đồ nội thất nhanh chóng. Một cách khác là thu hút con mồi qua điện thoại, hoặc chỉ kinh doanh theo mạng lưới chuyển miệng. Longtail nói hắn sử dụng hai phương pháp, phát tờ rơi và danh sách. Các tờ rơi hắn dán trên cột điện thoại và bốt điện thoại công cộng. Rất nhiều người gặp rắc rối, nhìn thấy tờ rơi và gọi. Còn danh sách, đó là danh sách các Yamikin hoạt động trong thế giới ngầm. Chúng tôi cũng hoạt động như một bộ máy. Các submarine cung cấp giá cả, điều kiện cho vay và lãi suất của mình cho một ông trùm. Ông trùm này công bố các đường dây Yamikin cho các khách hàng có nhu cầu. Khách hàng có thể so sánh điều kiện, giá cả của một submarine và quyết định. Họ sẽ chọn một Yamikin và gọi. Longtail tiết lộ. Và như vậy các Yamikin vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật. Thất học nhưng xài hàng hiệu. Họ mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ Rolex, đi xe hơi hạng sang và tiêu tiền như nước ở các câu lạc bộ đêm. Đó là những đại ca A Long, những đại ca xã hội đen trong hoạt động cho vay nặng lãi ở Singapore hoặc Malaysia. Nếu bạn xếp các tổ chức cho vay cá mập theo 5 cấp độ, họ có thể ở cấp độ thứ 3 hoặc thứ 4. Lionel De Souza, một cựu sĩ quan cảnh sát cho biết, ông De Souza có hơn 25 năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát, hiện là giám đốc của LJ Investigation and Consultancy Service. Các đại ca A Long thường có những đặc điểm chung như là thất học, đa số chỉ học tới lớp 6 hoặc cao lắm cũng chưa hết cấp 3, nhiều năm hoạt động tội phạm. Họ thường xây dựng băng đảng của mình trong thời gian ở tù. Nhờ những mối quan hệ bất hảo đó, họ được những ông trùm A Long chú ý tuyển dụng sau khi được ra tù. Tiền đối với họ rất dễ kiếm vì họ được chia lời khá lớn cùng các ông trùm của họ. Điển hình là các tay sai của anh em Chua Tiang Tang, 52 tuổi, biệt danh là A Long San, và Chua Tiang Che, 44 tuổi, người đứng đầu một tổ chức cho vay bất hợp pháp nhiều triệu đô la trước khi sa lưới vào năm 1998. Chua em có biệt danh là Lauter Co, nghĩa là tên điên ở Phúc Kiến, có thu nhập tới 300.000 đô la trên tháng vào lúc đỉnh cao sự nghiệp cho vay nặng lãi và thường xuyên lượn lờ trên chiếc Lexus sang trọng. Lauter Co điều hành một mạng lưới cho vay nặng lãi với các đàn em là những đại ca A Long. Theo đó, hắn sẽ chia cho mỗi đại ca A Long dưới trướng 50.000 đô la để họ đi cho vay và thu lời về. Nếu một đại ca A Long đem 50.000 đô la đó đi cho vay và mang về số tiền lời được đúng bằng số tiền vốn, Lauter Co sẽ cho phép anh ta giữ một nửa. Trong thực tế, những con cá mập cho vay dùng một khoản vay từ các ông trùm để đi cho vay nặng lãi. Nhưng lãi suất của họ phải trả cho các ông trùm dĩ nhiên ít hơn mức lãi suất 20% bình thường. Vì vậy khi đã cho vay, họ có áp lực buộc con nợ phải nhanh chóng trả tiền. Nếu không ông trùm sẽ săn đuổi chính các đại ca A Long. Bắt con nợ, đi đòi nợ. Các đối tượng bọn cho vay A Long nhắm đến là những người không thể tiếp cận các khoản vay từ ngân hàng hoặc các nguồn hợp pháp khác. Chủ yếu là con bạc thường xuyên. Thông thường bọn A Long kín đáo quảng cáo bằng cách dán thông báo, chủ yếu trên các hộp đèn và hộp tiện ích xung quanh các khu phố. Theo ông De Souza, trong những năm gần đây, các đại ca A Long ngày càng khôn khéo hơn trong các chiến thuật cho vay.
Chẳng hạn họ chỉ sử dụng số điện thoại di động trả trước đăng ký dưới tên con nợ của họ. Nhiều trong số các con nợ này bị buộc phải trở thành kẻ đòi nợ như một cách để trả bớt nợ. Vì vậy, khi cảnh sát bắt giữ một con nợ bị biến thành kẻ đòi nợ và truy các số điện thoại di động, họ chỉ tìm được các con nợ khác. Một chiêu khác là sử dụng con nợ để mở tài khoản ngân hàng. Nhưng thẻ ATM và mật mã truy cập, số điện thoại để truy cập đều do các đại ca A Long nắm giữ. Khi các con nợ trả tiền, họ sẽ gửi tiền vào tài khoản của mình và kẻ cho vay nặng lãi lập tức dùng thẻ ATM để rút tiền. Như vậy sẽ giảm nguy cơ bị cảnh sát tóm được. Ông De Souza nói thêm, có một nhóm đại ca A Long thậm chí mồi chài con nợ bằng cách khuyến khích họ đánh bạc trên các con tàu. Họ sẽ nói với con nợ, đừng bận tâm nếu bạn không có tiền để trả lại cho chúng tôi. Cứ chơi đi, khi nào thắng thì trả. Và như vậy con nợ của họ sẽ càng nợ hơn. Họ thường cho vay với mức lãi suất tức thời là 20%. Đối với khoản vay $1,000, người vay chỉ nhận được $800 vì $200 bị trừ tiền lãi ngay lập tức. Nếu bạn trả $600 vào tuần tiếp theo, tức là vẫn chưa đủ $1,000, những người cho vay tiền chỉ tính là $400 được hoàn trả vì $200 đã bị tính vào lãi suất. Cứ như vậy, khoản vay sẽ bị tính lên mãi. Không trả nợ, bị bắt vợ. Khi một người không trả tiền trong thời gian, A Long sẽ phun sơn, té sơn hoặc chất bẩn, hay viết những lời đe dọa hoặc đánh dấu trên các bức tường của người nhà hoặc tài sản của con nợ như một cách đe dọa làm họ sợ hãi hay có lẽ thậm chí xấu hổ. Một nội dung phổ biến trong các bức tranh đe dọa con nợ bao gồm các ký tự Âu, đô la, P, đô la, nghĩa là nợ tiền, trả tiền, cũng như số hiệu của con nợ. Theo cơ quan cảnh sát ở Singapore và Malaysia, đã có trường hợp người đi vay và thậm chí cả các thành viên gia đình của họ bị đánh đập hay tài sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy và một số nạn nhân đã chọn cách tự tử. Trong các trường hợp khác, chúng đập các chậu hoa được đặt bên ngoài nhà của các con nợ, cửa nhà hoặc cổng nhà con nợ đôi khi bị cột lại. Trường hợp cực đoan hơn, nhà cửa hoặc xe của con nợ bị đốt cháy. Đôi khi bọn đòi nợ còn treo đầu lợn bên ngoài ngôi nhà của con nợ như một loại đe dọa, cũng như một cách để đánh dấu người đó đã không thể trả nợ. A Long đôi khi đột nhập vào nhà nạn nhân và đánh cắp các món đồ có giá trị ngang với các khoản vay. Phương pháp này thường được sử dụng để tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Gần đây, các A Long còn phóng to thẻ căn cước của con nợ trên một biểu ngữ khổng lồ và treo nó trên hàng rào. Vì các A Long chỉ cần chứng minh nhân dân của người vay là đã cho vay tiền, nên chiêu này trở nên phổ biến vì nó làm con nợ cảm thấy xấu hổ. Thường, những người đi vay sử dụng chứng minh thư cũ để vay tiền với ý định không trả nợ. Theo báo Straits Times cho biết, nếu con nợ không thể trả nợ, các đại ca A Long có thể bắt vợ hoặc con gái họ đi làm mại dâm để thế nợ. Theo Dr. Michael Chong, Giám đốc Dịch vụ Công và Khiếu nại MCA, đây là phương cách cuối cùng bọn cho vay nặng lãi dùng đến khi cảm thấy không còn cách nào khác để thu hồi nợ. Ông Chong cho biết, thay vì để bị truy đuổi hay đánh đập, một số con nợ đã chọn cách này. Các A Long cũng chụp hình khỏa thân của những người phụ nữ và gửi đi bằng các tin nhắn, ông Chong cho biết. Trong khi những người đòi nợ thuê bị tóm và bỏ tù vì các tội như phá hoại của công hoặc cho vay tiền bất hợp pháp, các đại ca A Long phải đối mặt với các hình phạt cứng rắn hơn. Họ có thể bị giam giữ theo luật hình sự ở Singapore, còn được gọi là giam giữ không xét xử. Đạo luật được áp dụng chỉ khi một tội phạm nghiêm trọng đã cấu thành nhưng không thể truy tố vì nhân chứng không sẵn sàng hoặc quá sợ hãi để làm chứng tại tòa án. Chỉ có cấp bộ trưởng trở lên mới có thể ký lệnh giam giữ này, và nó có giá trị trong 2 năm và có thể tái tục. Thưa quý vị, theo nhiều nguồn tin thì các Jamaican vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật. Quý vị có nhận định gì sau khi xem xong video này? Hãy chia sẻ ý kiến và góp ý dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!